phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện, và chương trình Từng Số Tình Yêu chắc chắn phải có hai bạn nữ hoặc hai bạn nam. Xin trân trọng kính mời hai bạn. Đẹp trai quá, một người là uy tín, à, đẹp trai còn được cái tên uy tín nữa phải không ạ? Dạ đúng rồi, uy tín chất lượng cao. Còn bên đây là Duy Phong. Dạ. Hai cái tên nghe thấy bên đây uy tín, bên đây thấy phong độ. Còn nói gì nữa, mời về chỗ chung với chị. Xin mời. Đi tìm tần số của nhau, mời Duy Phong giới thiệu về mình. Mình là Duy Phong, hiện nay mình là sinh viên năm 3 của trường đại học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình có sở thích là thể thao, âm nhạc và xem phim. 20, 21 tuổi, chẳng phải người ta vẫn nói đây là những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người đấy ư? Vì đẹp nên Phong những mong sẽ gặp được một người trong gian khó, trong mệt mỏi và cả những vấp ngã của thanh xuân cũng không bỏ mình mà đi. Cô gái ơi, em có đang chờ Phong phía sau một trong bốn bức màn bí mật của tần số tình yêu hôm nay không? Tên em cũng chào là anh Trương Thế Vinh và chị Việt Hương ạ, và toàn thể mọi người đang ở trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Uy Tín, em năm nay 21 tuổi, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Viễn Đông. Em là một người khá là thích chơi thể thao, đặc biệt là đá bóng. Tính cách của em thì em là một người khá là hiền và hơi rụt rè. Cô bạn ngồi bàn kế bên, mối tình thuần khiết thời học sinh của Tín từng nói: có những con đường Tín phải đi một mình, chẳng vì bất kỳ lý do nào cả, chỉ là cần cho sự trưởng thành. Và rồi buông tay, bạn ghé đến như một cơn gió, nên cách bạn ra đi cũng nhẹ nhàng. Buông rồi thì cũng đến lúc Tín đủ bình an để nắm lấy một bàn tay khác, và biết đâu đó lại là ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp em tìm tần số ha, cùng gặp gỡ bốn bạn nữ. Mời bạn đầu tiên. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Minh Tuyền, năm nay em 20 tuổi và em đến từ trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại ngoài giờ học là em vừa đi hát và vừa làm MC ạ. Và em là một người rất là thích động vật, đặc biệt là cún ạ. Các anh ở phía dưới nếu thích cún thì hãy tìm đến em, nếu như mà các anh không thích thì các anh hãy thích em đi, em sẽ làm cho các anh thích cún theo em. Em ơi, em là học trường văn hóa nghệ thuật đúng không? Dạ không ạ, em là Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chuyên ngành nữa là cái gì em? Chuyên ngành của em là quản lý văn hóa. Dạ. Xin mời bạn thứ hai. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Thoa, 22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối ngành tiếng Anh thương mại trường Cao đẳng Công thương ạ. Xin mời bạn số 3. Em tên là Ngọc Bình, hiện tại em đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính của em là mẫu ảnh và diễn viên. Em là một người rất là thích đi du lịch, đi chơi, mà 22 năm nồi bánh chưng chưa có được đi du lịch cùng người yêu, toàn chứng kiến bạn bè đi cùng người yêu rồi đi một mình, nên là hôm nay em hy vọng sẽ dẫn được một anh về để cùng em đi du lịch. Xin mời bạn thứ tư. Em tên là Kiều Bình Nhi, năm nay 19 tuổi và đang là sinh viên của trường Sài Gòn Tourist, chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Em không biết là hai anh ở đây đã đi du lịch được những đâu rồi, nhưng mà nếu như hai anh muốn thì em có thể chỉ cái con đường mà đến với trái tim của em. Anh độc thân, em độc thân, vậy có phải là ngẫu nhiên không? Em cao 1m mấy? Dạ em cao 1m68. Dạ tại chị nhìn ngoài đây thì cái dáng em vừa ốm ha, cao, đặc biệt có cái cổ rất là thanh tú, thường là cái cổ này là dân ba lê mê dữ lắm. Dạ em cảm ơn. Với cái giọng thỏ thẻ của bốn cô gái giới thiệu, hai anh chàng có bị thổn thức bởi cái giọng nói nào không? Dạ cá nhân em thì em thích cái bạn số 4 rồi. Số 4, dạ. Rồi còn Uy Tín? Em thì em ấn tượng với bạn số 1 ạ. Vậy thì bây giờ xem cái ốp lưng điện thoại của các bạn đó đi hiên. Dạ. Có gì đặc biệt không? Mời cái ốp lưng điện thoại. Chà, số 4 nhìn mảnh mai vậy mà làm cái khiên đi dữ quá ha. Tại sao là cái chuyên cô Captain cơ? Em cũng rất là thích xem phim, đặc biệt là Captain là em không bỏ cái phần nào hết. Cái tánh em có hơi tomboy một chút không? Dạ không, em nữ tính mà. Nữ tính mà. Giọng của em có vẻ là người Buôn Mê Thuột hay là người Gia Lai hả?
Dạ, em là người Đà Lạt. Ồ, không liên quan luôn. Hai anh ngồi ở đây có anh nào thích coi phim không ạ? Anh rất là thích đi coi phim của Marvel, đặc biệt là Captain luôn. Ừ, cái không bỏ cái bộ nào. Dạ, không bỏ bộ nào. Rồi, tính có coi không? Dạ, em á thì em chỉ có đam mê phim Việt Nam thôi. Cái bạn số 1 thì cớp lưng cũng đặc biệt, có con chó nhỏ xíu. Bạn số 1 cho tín hỏi là hiện tại nhà bạn còn đang nuôi chó không ạ? Dạ, lúc trước thì có, nhưng hiện tại thì không ạ. Dạ, em xin phép nha. Anh ơi, ví dụ như hai đứa mình nuôi cùng một con thì có được không ạ? Thì còn gì bạn nữa? Nếu mà không có cái ấn tượng đặc biệt về hai cái cớp lưng còn lại thì chúng ta coi màn hình đi, lật màn hình khóa nè. Trời ơi, bà số 4 bà cá tính lắm nha. Ai chụp cho em tấm này vậy? À, thưa chị, cái hình này là một anh photo chụp cho em luôn. Vì sao em để bức hình này? Là tại vì em khá là thích máy ảnh. Em thích cầm máy nhiều hơn là thích làm mẫu cho người khác. Anh lại thấy cái bạn số 3 là cái hình này ấn tượng lắm. Làm anh gợi nhớ tới MV mới của Sơn Tùng hả? Cái này là bãi cát của Phan Thiết hả em? Dạ đúng rồi, ở Phan Thiết chị. Rồi ai chụp cho em tấm hình này vậy bạn? Bạn em chụp cho em. Người yêu cũ hả em? Người yêu cũ hả em? Dạ không, lâu lắm rồi chưa được nắm tay ai. Vậy là cái gu thời trang của em bình thường là như vậy, là kiểu nó hơi cá tính, đặc biệt cũng rất là hiện đại ha. Bạn số 3 ơi, cho mình hỏi là bạn có hay đi du lịch không? Mình rất là thích đi du lịch, còn bạn có thích đi du lịch không ạ? Có chứ, hiện tại là đã đi du lịch được 3 chỗ, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng. Bạn số 3 đi tận đâu rồi? Em cũng chưa được đi nước ngoài nên là bây giờ em thích đi nước ngoài á. Em muốn đi nước nào? Hiện tại là em thích đi Xin và đi Hàn, nhưng mà em chưa có cơ hội được đi. Cho em hỏi bạn tính là bạn đi cùng với bạn hay là đi một mình? À, đi cùng bạn. Ý hỏi là bạn gái hay là bạn? À dạ, bạn cùng chơi với nhóm với nhau. Nhóm với nhau thôi. Còn bạn gái thì chưa có cơ hội được đi. Còn Phong thì em đã đi tận đâu? Dạ em đi được Huế, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Dạ. Em đi chung với gia đình em là chính. Gia đình là chính. Dạ. Rồi bây giờ mình xem vào từng cái màn hình ha. Bắt đầu từ bạn số 4 đi. Bạn có cái đàn piano, bạn biết đàn hả? Dạ thưa chị là em có biết một ít. Nhà bạn có ai theo âm nhạc không? Dạ thưa chị là dạ không. Ai tóc dài ngồi đàn đó? Dạ là em, nhưng mà giờ tóc em ngắn rồi. Em có nghe là hai anh mình cũng đi Đà Lạt rồi hả? Anh đã từng tới những đâu ở Đà Lạt và địa điểm nào là nơi mà anh thích nhất? Nhà em là anh thích nhất đó hả? Bà khói, nó thả tính đây em ơi. Đà Lạt rộng như hồ luôn mà nói nhà em là anh thích nhất, tại tao biết em ở Đà Lạt. Nhà em ở đâu nè? Nhà em ở dưới huyện Lâm Hà. Vô hỏi huyện Lâm Hà có gì? Em ơi cho anh hỏi là cái huyện Lâm Hà có cái gì? Dạ quá, tôi chỉ ổng gì ổng hỏi đó. Dạ, thì huyện Lâm Hà là có nhà em đó. Anh không muốn về nhà em hả? Có chứ. Có em là anh về. Tất nhiên. Trời đất ơi. Có nghĩ vậy em tính, trời ơi. Nó nhốn nháo trơn, tính không nói được vô gì. Vô xem mình ngồi rồi. Em bất lực quá anh. Có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và coi hình đi. Bạn số 4 ơi, cho tín coi hình của bạn được không? Đồ ăn, thức uống. Đồ ăn là em nấu hay là mua vậy em? Dạ, cái này là đi ăn ngoài ạ. Bạn số 4, bạn biết nấu ăn không? Tất nhiên rồi, nếu mà anh muốn thì em có thể sẵn sàng nấu cho anh ăn thôi. Ví dụ món gì nấu được nè? Đừng có nấu trứng chiên nhá. Người con gái Bắc cho nên là tất cả những cái món bún ăn. Đậu mắm tôm làm được không? Tất nhiên rồi ạ. Bún mọc? Dạ rồi. Được rồi em, vậy là hai món rồi. Hai mình muốn ăn món gì để em Chuẩn bị. Em nấu món nào cũng được hết trơn á. Trời ơi cái mặt đó. Em ơi, tại vì bây giờ em không có thấy được cái mặt của ông Phong đâu. Mặt kỳ lắm. Vậy thì anh Tín, anh thích ăn món gì nhất ạ? Bất cứ gì cũng được, nhưng mà em đừng nấu cho ăn mì tôm với trứng chiên là được rồi. Ngán lắm rồi.